Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc ra đòn kịch độc Việt Nam và thế giới điêu đứng. Trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa có dấu hiệu chứng lại tại châu Âu, châu Mỹ cũng như châu Á, thì kinh tế nhiều nước phương Tây đã liên tiếp gánh những thiệt hại nặng nề mang tính lịch sử. Và ngay tại Việt Nam cũng như vậy. Theo dữ liệu chính phủ công bố vào ngày 30 tháng 7, thì kinh tế của siêu cường thế giới Hoa Kỳ trong quý 2 năm 2020 đã xuống dốc một cách nghiêm trọng nhất kể từ sau thời kỳ đại suy thoái năm 1929. Đây là hình ảnh biểu đồ tăng trưởng GDP và các giai đoạn suy thoái kinh tế của Mỹ từ năm 2002 tới nay. Tổng thu nhập quốc nội GDP của Mỹ đã giảm 32,9% trong quý 2. Đây là mức giảm cao nhất từ khi Mỹ bắt đầu lưu giữ dữ liệu kinh tế vào năm 1947. Mức giảm này gấp 3 lần so với giảm kỷ lục 10% vào hồi năm 1958. Tình trạng sụt giảm xảy ra ở phần lớn vào khoảng tháng 4 khi Mỹ phải tạm hoãn các hoạt động kinh tế, ra yêu cầu ở nhà bắt buộc đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar, nhà máy và nhiều doanh nghiệp khác để chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Nền kinh tế số 1 thế giới chính thức rơi vào suy thoái do GDP giảm liên tiếp trong hai quý 1 và 2 năm 2020. Theo giải thích của Bộ Thương mại Mỹ, ngày 30 tháng 7 năm 2020, thì tiêu thụ nội địa hoàn toàn sụp đổ trong 6 tháng đầu năm dưới tác động của các biện pháp phong tỏa chống viêm phổi Vũ Hán. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn rất căng thẳng. Ngày 1 tháng 8 vừa qua là ngày thứ 5 liên tiếp, Mỹ đã ghi nhận trên 60.000 ca nhiễm mới. Ca con số trên được thông báo trong lúc bang Florida vốn bị dịch bệnh tàn phá nặng nề lại đang phải chuẩn bị đón cơn bão nhiệt đới Isai. Vào ngày 1 tháng 8, Florida ghi nhận thêm 179 ca tử vong, một kỷ lục đáng buồn mới của bang này, nâng tổng số người chết vì virus corona tại Florida lên 6.843 người. Điều đáng chú ý là trong số các bang của Mỹ, chỉ có California là ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn Florida, nhưng dân số của California cũng cao hơn gấp đôi Florida. Bên kia Đại Tây Dương, tình hình cũng không có sáng sủa hơn. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. Theo số liệu Eurostat, cơ quan thống kê của châu Âu, công bố vào ngày 31 tháng 7, GDP quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối đồng tiền chung châu Âu đã giảm 12,1% so với quý 1. Đây là mức sụt giảm nặng nề nhất kể từ năm 1995 khi Eurostat bắt đầu thống kê lĩnh vực này. GDP của Pháp giảm ở mức 13,8% kỷ lục tính từ năm 1949. Viện Thống kê Quốc gia INSE trong báo cáo công bố vào ngày 31 tháng 7 ghi nhận đây là quý thứ 3 liên tiếp kinh tế Pháp sa sút. Nước Pháp đang trải qua giai đoạn đình đốn nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thế giới lần thứ 2. Điều an ủi duy nhất là mức độ sụt giảm nói trên nhẹ hơn so với dự đoán của Viện INSE đưa ra một tháng trước đây. Khi đó, cơ quan này lo ngại tổng sản phẩm nội địa của Pháp trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 sẽ giảm 17%. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire nhìn nhận virus corona đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế Pháp. Dù vậy, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ đã cho phép hóa giải được phần nào những hậu quả tai hại của đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây nên. Kinh tế suy giảm chủ yếu là do tiêu thụ nội địa gần như đóng băng trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa phòng dịch trong 2 tháng, giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 2020. Chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình Pháp trong quý 1 và quý 2 năm nay theo thứ tự giảm 5,8% và 11% so với hồi năm 2019. Về phía các doanh nghiệp, chỉ số sản xuất trong báo cáo của NSE giảm hơn 14% trong quý 2 năm 2020. Tổng đầu tư của các doanh nghiệp giảm gần 18% trong quý 2 sau khi giảm hơn 10% trong 3 tháng đầu năm nay. Nhìn đến kim ngạch xuất khẩu của Pháp trong 3 tháng vừa qua đã mất hơn 1/4 so với cùng kỳ vào năm ngoái. Nhưng ở châu Âu, suy thoái nặng nhất là Tây Ban Nha, GDP giảm tới 18,5% so với quý 1. Đây là hình ảnh đường phố tại Paris vắng vẻ khi Pháp áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn chặn đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 5. Còn tỷ lệ sụt giảm GDP của Ý và Đức lần lượt là 12,4% và 10,1%. Điểm sáng duy nhất được công bố trong ngày cuối cùng của tháng 7 đến từ Canada. Sau 2 tháng sụt giảm, GDP tháng 5 của Canada đã tăng 4,5% so với tháng 4. Cũng trong ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức họp bàn về đại dịch viêm phổi Vũ Hán
6 tháng sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros, đại dịch lần này là cuộc khủng hoảng y tế 100 năm mới có một lần, nhưng những hệ quả của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ. Cũng như kinh tế, tình hình dịch bệnh tại châu Âu không có nhiều tín hiệu tích cực. Tại Pháp, virus corona vẫn đang trên đà lây lan mạnh trở lại. Ngày 31 tháng 7 là ngày thứ 3 liên tiếp, Pháp ghi nhận trên 1.300 ca nhiễm mới trong vòng có 24 giờ. Đồng thời, Pháp có thêm 22 ổ lây nhiễm, nâng tổng số ổ lây nhiễm trên toàn quốc lên thành 258 ổ. Các ổ lây nhiễm phát triển mạnh nhất ở những khu vực bãi biển, nơi tập trung đông nhất du khách vào mùa hè. Cơ quan y tế Pháp đã ghi nhận ngày càng nhiều trung niên, thanh niên nhiễm virus, nhất là những người ở độ tuổi từ 20 đến 30. Điều đáng lo ngại ở lứa tuổi này, tỷ lệ những trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng lại rất cao, làm tăng khả năng lây lan ra cộng đồng, nhất là lấy bệnh cho những người có vấn đề về sức khỏe và người cao tuổi. Nhật báo Le Figaro dẫn số liệu của Tổng vụ Y tế Bộ Y tế Pháp. Theo đó, số ca nhiễm ở độ tuổi từ 14 đến 44 đã tăng 69% so với tuần trước, trong đó có đến hơn 50% dương tính với virus corona nhưng không hề có triệu chứng. Nếu như đà lây nhiễm lan quá nhanh thì khi đó các chuyên gia chủ trương là Pháp áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa toàn diện như trong thời gian từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 5 năm 2020. Một phần nhân viên sẽ phải làm việc từ nhà, nhiều cơ sở sản xuất sẽ lại tạm đóng cửa. Đây là một tai họa về mặt kinh tế nếu làm như vậy. Và hiện nay các nước châu Âu khác cũng đang trong tình trạng báo động. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson nói chuyện với người dân địa phương tại Beston gần Nottingham hôm 28 tháng 7. Nga cũng thông báo trong ngày 2 tháng 8 có thêm 5.500 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số người lây nhiễm lên 850.870 người, đứng hàng thứ tư trên thế giới về số ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói vào hôm 28 tháng 7 cảnh báo viêm phổi Vũ Hán tái xuất ở châu lục này sau nhiều tháng tưởng như đã khống chế được dịch. Ông nói, tôi e rằng chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu của làn sóng bùng dịch thứ hai tại một số khu vực ở châu Âu. Lothar Wieland, giám đốc Viện Robert Koch, cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm của Đức, cũng cho rằng châu Âu có khả năng hứng chịu làn sóng thứ hai của viêm phổi Vũ Hán. Ông Wieland cho hay rất lo lắng vì số ca nhiễm COVID tăng lại tại nhiều vùng của Đức do tâm lý chủ quan của người dân. Trong những báo cáo gần đây, Viện Robert Koch cho hay nhiều ca liên quan tới việc người dân quay lại làm việc, tụ họp gia đình hoặc tham gia vào các hoạt động giải trí. Rob Smith, phóng viên thường trú của báo NPR tại Berlin cho biết, trong hai tuần qua đã có hơn 500 ca nhiễm mới một ngày, tăng nhẹ so với tháng trước và các vụ bùng dịch phát ở địa phương cũng đóng góp vào xu thế này. Na Uy thì báo động dịch bệnh đang bùng phát trở lại sau khi phát hiện 36 thủy thủ trên một chiếc tàu đang neo đậu tại cảng Tromsø, Bắc Na Uy bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Số liệu thống kê viêm phổi Vũ Hán mới nhất của châu Âu cho thấy số ca nhiễm trung bình trên 100.000 người từ 14 ngày qua đã tăng lên. Tỷ lệ nhiễm ở Tây Ban Nha hiện là 47 trên 100.000 người. Giới chuyên gia nhận định Tây Ban Nha là nguồn lây nhiễm tiềm tàng do tỷ lệ lây nhiễm tăng đột biến và đây cũng là quốc gia nổi tiếng về du lịch mùa hè. Ngoại trưởng Đức cũng đã khuyến cáo người dân không tới vùng Alcarrant, Navarra, Catalonia của Tây Ban Nha. Anh thì buộc những người trở về từ Tây Ban Nha phải cách ly 14 ngày. Bỉ vào hôm 1 tháng 8 thông báo trong trường hợp không cần thiết, các công dân Bỉ bị cấm đến 4 vùng tại Tây Ban Nha, 3 khu vực tại Thụy Sĩ, quanh hồ Le Mans và vùng Mayenne của Pháp. Về mặt kinh tế, câu hỏi được đặt ra là phương Tây có vượt qua được suy thoái của đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra hay không? Đây là hình ảnh người dân Mỹ xếp hàng đợi nhận trợ cấp thất nghiệp tại Frankfort, bang Kentucky. Sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết chi khoảng 3.000 tỷ đô la để vực dậy nền kinh tế, số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang tăng trở lại tại Mỹ trong khi các chương trình trợ cấp vừa hết hạn. Các chuyên gia kinh tế nhận định chương trình trợ cấp thất nghiệp hết hạn hôm 31 tháng 7 sẽ có tác động đáng kể đến sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong bối cảnh gần 30 triệu lao động thất nghiệp sẽ mất đi một nguồn tài chính quan trọng cho cuộc sống. Theo các nhà kinh tế thuộc Wallace, trong trường hợp không có trợ cấp thất nghiệp bổ sung mới, tổng thu nhập của các hộ gia đình Mỹ sẽ mất gần 72 tỷ đô la mỗi tháng cho tất cả các hộ gia đình trong chi tiêu. Trong một báo cáo, các nhà kinh tế Tim Quillan, Charles và Sharon của Wallace Fargos cho biết trong 3 tháng qua, chi tiêu dùng trong trung bình ở mức 1.100 tỷ đô la mỗi tháng. Giả sử tất cả các thu nhập bị mất là để giảm tiêu dùng cá nhân, chi tiêu trong tháng 8 năm 2020
có thể thấp hơn khoảng 78 tỷ đô la, tương đương mức giảm 7% mỗi tháng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, mức giảm kỷ lục hàng tháng lớn nhất là 2,1% kể từ những năm 1950. Do số ca mắc viêm phổi Vũ Hán gia tăng gần đây đang bắt đầu ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 29 tháng 7 nói rằng cần phải có thêm một số hỗ trợ chính sách. Các cựu chủ tịch Fed Bent và Janet Yellen cũng đã thúc giục Quốc hội phê chuẩn dự luật cứu trợ viêm phổi Vũ Hán tiếp theo và gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp vì tốc độ phục hồi kinh tế Mỹ có thể chậm và không đồng đều. Còn ở châu Âu, ngay trước đó đã đạt được thỏa thuận lịch sử với kế hoạch chấn hưng 750 tỷ euro. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tươi cười trong cuộc họp báo tại Bỉ, Bruxelles vào ngày 21 tháng 7. Sau 4 ngày thương lượng căng thẳng tại Bruxelles, Bỉ, sáng sớm ngày 21 tháng 7, lãnh đạo 27 nước châu Âu đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch chấn hưng trị giá 750 tỷ euro với mục tiêu giúp châu Âu thoát khỏi cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử của khối do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Kế hoạch chấn hưng với số tiền trợ cấp không hoàn lại hàng trăm tỷ đô la do Đức, Pháp thúc đẩy có lợi trước hết cho các nước miền Nam châu Âu, nạn nhân chủ yếu của đại dịch trước hết là Tây Ban Nha, bị nhóm các nước khắc khổ đứng đầu là Hà Lan phản đối quyết liệt. Thượng đỉnh ban đầu dự kiến diễn ra trong 2 ngày, rốt cuộc phải kéo dài tới 4 ngày. Rất nhiều lần thượng đỉnh gần như đi vào ngõ cụt, thất bại tưởng không thể tránh khỏi. Điều chưa từng có đối với Liên minh châu Âu, thỏa thuận được nhiều người đánh giá là lịch sử này là việc khối 27 nước chấp nhận nguyên tắc chia sẻ nợ chung, cùng đóng góp để thanh toán các khoản tiền viện trợ của khối cho các thành viên lâm nạn. Để đạt được thỏa hiệp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cựu Thủ tướng Bỉ Charles Michel đóng vai trò là người trung gian trong thượng đỉnh này. Ông đã đề xuất một kế hoạch chấn hưng ít tham vọng hơn so với dự án ban đầu. Theo ông, đề xuất dẫn đến thỏa hiệp này là kết quả của một nỗ lực phối hợp tập thể hết sức căng thẳng. Cụ thể, sau 4 ngày thương lượng, khối 27 nước đã đạt được đồng thuận về hai điểm chính. Trước hết về ngân sách 7 năm của Liên minh châu Âu, cho phép châu Âu thực hiện các chương trình dự kiến với tổng giá trị 1.074 tỷ euro. Bên cạnh đó là khoản ngân sách cho kế hoạch chấn hưng với tổng giá trị 750 tỷ euro. Để đạt được đồng thuận về dự án này, đề xuất Pháp và Đức phải chấp nhận nhân nhượng số tiền trợ cấp không hoàn lại bị giảm xuống còn 390 tỷ euro, trước đó dự toán là 500 tỷ euro. Tuy nhiên, đây vẫn là con số tiền rất lớn so với lập trường của các nước thuộc nhóm khắc khổ, hoàn toàn không muốn có khoản trợ cấp này. Đổi lại, các nước thuộc nhóm khắc khổ tức là Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Thụy Điển được phép giảm phần đóng góp cho ngân sách 7 năm của Liên minh châu Âu. Và sự kiện này được hy vọng sẽ đặt nền móng cho sức mạnh tương lai của Liên minh châu Âu. Và ngay cả tại Việt Nam, khi châu Âu bị giảm GDP thì hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang sẽ giảm bớt rất nhiều. Và điều đó cũng gây khó khăn cho Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc ra đòn kịch độc, Việt Nam và thế giới điêu đứng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.